mình thì lúc đấy lại thần tượng Eminem. Mà Eminem thì chị biết đấy, cái thời kỳ mà em biết đến đâu là kiểu qua những bài kiểu trong album Relapse hay là nói chung là những cái bài Rock Bottom, nói chung là những cái bài rất là sầu, thế là mình kết vào những bài đó. Thế là mình cũng kiểu vận vào người ấy, nhạc có vận vào người, thế là mình cũng u sầu. Thế tiếp đến thì em cứ sáng tác theo cái kiểu ngưỡng mộ thần tượng của mình. Còn về phần bóc tách bản thân thì đấy là từ trước đến giờ là như vậy, và thần tượng của em cũng như vậy, Eminem. Khi mà ông ấy cũng liên tục bóc tách bản thân, thế là em thấy ở cái này cũng rất là đa chiều. Bản thân em thấy là mình còn một thằng nhóc, một thằng sáu, và một thằng Huy đang phải lớn dần theo thời gian. Anh biết rap qua gì ạ? Mình biết qua internet. Bài đầu tiên mình nghe đấy là bài Not Afraid của Eminem. Rap Mỹ đầu tiên. Sau đấy mình cứ nghe Eminem thôi, về sau nghe các người khác nhiều, xong rồi tìm hiểu battle rap. Đấy. Freestyle rồi không biết. Sau đấy mình thích battle rap hơn, mình đăng ký đấu thôi. Đào cho em, anh có bao giờ thấy một người như Eminem ép vần không? Eminem là một vua của ép vần. Không phải ép vần, nếu mà ý là kiểu người ta kiểu bây giờ đến giai đoạn Eminem ấy, chẳng gì để nói nữa rồi. Thành ra là Eminem sẽ gần như là người ta chỉ đến tầm này chỉ khoe rồi, người ta là flex luôn á, là kỹ thuật xong rồi các cái khả năng á. Thành ra là mà Eminem chú trọng vần đấy, đôi khi còn nhiều nội dung. Ví dụ một cái Eminem rất là hay có kiểu kể chuyện và kể rất là chi tiết. Với kiểu with this with that đó, kiểu rồi you know ở trong một trời mưa thế này kia, nó nghĩa là kiểu nó rất là chi tiết về cảnh và cái hành động ấy, mà nó rất là dài, nó kiểu 4:3 hay 8:3 luôn ấy, cùng về chỉ là một cái tả cảnh thôi ấy. Thì đấy là cái kiểu của Eminem, vì là làm kiểu đấy thì mới dùng được nhiều vần, chứ còn nếu mà bây giờ tóm gọn lại thì nó chỉ cần 2 câu thôi và cũng chả khoe được nhiều. Nhưng mà đấy, để mà ấy thì vừa dùng vần vừa mà trong rap ấy thì ta phải kiểu kể chuyện với cả tả cảnh một tí ấy, thì đôi khi nó hơi bị lan man. Nhưng mà đấy thì thực ra cũng có không ép vần nhiều chứ, và đặc biệt là nước ngoài nó còn với họ thì thực ra là vần nó cũng không hẳn là ép, ở đây sẽ là về ép nghĩa, nghĩa là kiểu nhét vào đấy nó không quá là cần thiết, nhưng mà cứ cho vào cho nó đủ ấy, thành ra nó bị hơi loãng cái bài ra ấy, thì đấy là ép. Chứ còn ở cái nghĩa ép vần ở Việt Nam một đôi khi khác nữa, đấy là ép vần ở Việt Nam là hai cái từ nó không vần nhưng mà cố cho nó vần ấy. Thì thực ra về bản chất là với anh thì anh cảm giác là nếu mà làm được ấy thì nó cũng không phải là ép vần, trừ khi là nghe nó khó chịu quá thôi. Chứ còn có nhiều cái từ Việt Nam nó có thể là hơi khác một tí, nhưng mà khi mà đọc lên nó vẫn nghe kiểu rất là vào tai ấy, thì nó cũng được. Vì là như phần tiếng Anh nó cũng thế, phần tiếng Anh cũng là nhiều cái vần là cái vần hoàn hảo ấy, nó ít lắm. Thì nó phải dùng nhiều cái vần lai lái đi. Nó kiểu orange thì vần đấy, kiểu Eminem hay có cái orange thì vần, người ta bảo không có từ gì vần orange ấy. Thì đúng thật, nếu mà kiểu xét theo một kiểu nghĩa là một từ hay là kiểu đấy, đúng cái âm ước thì nó không thể được. Nhưng mà ví dụ những cái từ ghép ví dụ kiểu orange này thì là door hinge này, xong rồi 4 inch này thì nó vẫn vần được. Kiểu vậy. Hải Hoàng, ông đánh giá thế nào về khả năng battle Eminem, liệu khả năng battle mấy ông trên bên có tốt không? Eminem thì khởi với Butter ngày trước, bây giờ mình không biết nhá, nhưng mà ngày xưa Eminem là hạng quái vật đấy, tại vì về nhì Scribble Jam thì cũng không phải là hạng vừa đâu, thua thằng Juice, mà Juice nó cũng là thằng kinh. Nhớ cho Eminem giỏi, nếu mà các bạn xem lyric của Eminem ấy, punchline nó rất là kinh, nó chơi chữ rất là khéo, so sánh các thứ hình ảnh rất là bựa, Eminem rất là kinh. Có điều là Eminem bây giờ thì không thể so được với cái mặt bằng battle rapper bây giờ. Eminem bây giờ đấu với mấy thằng kiểu mà Disaster, Sharon, rồi Hollow, rồi Don, các thứ Loaded Luck, Arsenal, khó lắm, không ăn được. Rapper nào là người truyền cảm hứng cho anh? Thực lòng mà nói thì người truyền cảm hứng nhất nếu mà là nước ngoài thì là Eminem. Nghe thì nó hơi sầm lồn, nhưng mà thật sự Eminem là một người truyền cảm hứng rất nhiều cho anh. Nếu mà ai thực sự nghe Eminem sâu, thực sự tìm hiểu về những cái thứ ông ấy đang làm, ông ấy đã làm, và những gì ông ấy đóng góp cống hiến được cho cái nền hip hop ấy, thì mới thực sự hiểu. Và những gì ông ấy trải qua trong cái quãng đường đấy, mình thì nói thật, mình thuộc cái dạng là
mình dễ bị trigger bởi những cái sự toxic, nhưng mà cái chính là mình chọn cách mà mình không nói nhiều. Bởi mình biết là đôi khi có những điều mình biết nhưng mà mình nói ra thì họ cũng không quan tâm. Nhận xét về Eminem á, nhận xét về Eminem nhỉ? Eminem nhá, Eminem thì anh nghĩ là Eminem có thể nói là người đưa anh đến với rap gần gần như thế, cũng kiểu kiểu như thế đấy. Nghĩa là hồi mà mới bắt đầu thích nghe rap và bắt đầu ấy các thứ ấy, thì mới thấy bảo ủa sao lại là nhìn xung quanh nhá, các rapper bị đen nữa các thứ là toàn rap về băng đảng, súng ống, đồng đoàn các thứ gì đó. Còn ông này thì thực chất là rap về các cái vấn đề xã hội, xong rồi là rap về bản thân, rap về vấn đề với vợ cũ, xong rồi là con, xong rồi nhà nghèo như nào, xong mình thấy không hiểu sao lại như thế, nhưng mà cái đấy nó real. Thì đối với anh rap nó là real, nó phải real như thế. Thì lúc ấy rất là thần tượng Eminem và cái cách mà Eminem rap và mọi thứ. Xong rồi là thì mới thấy là thì thật ra là không phải là mỗi mình Eminem real, thật ra là mấy ông mà rap băng đảng các thứ cũng real, ở bên đấy cuộc sống họ nó là như thế thật. Ông Eminem thì ở Detroit thì nó sẽ không căng thẳng như kiểu là ở bên tây, ở West Coast như ở LA có Blood của Crip các thứ, nhưng mà nó cũng căng, anh em cũng xuống ấm bùng hoàng á. Nhưng mà cái vấn đề của người da trắng thì nó sẽ khác với vấn đề người da đen. Thế thì nhưng mà vấn đề ấy là giữa một cái cuộc chơi mà được vận hành mọi thứ kiểu của người da đen thì Eminem lại nổi lên như một cái nhân vật như thế. Và Eminem rất là real, cái chỗ là Eminem ghét ai thì Eminem chửi người đó, không phải ngại cái gì cả. Đấy thì mình respect cái đấy, mình respect cái việc là họ biết mình là ai và họ sống thật với con người của mình. Còn về rap thì quá ghê rồi. Rap thì đấy, rap thì anh thật sự là đến bây giờ anh cũng chưa thấy ai mà theo được cái kiểu đấy, nghĩa là gram skim dày đặc này. Tất nhiên là đôi khi cũng mấy chỗ ép vần đúng không? Phúc Du nói rồi, tức là không phải là ép vần mà theo kiểu là đổi cái âm đấy đi để nghe nó giống vần ấy, nhưng mà trên thực tế nó không phải là như thế. Nhưng mà cái cách Eminem viết lyrics, viết punchline kiểu là nói chung là có nhiều cái dị lắm, để mà bảo bây giờ ví dụ ra được thì khó, nhưng mà cái hồi xưa anh nghe Eminem khá là nhiều, cho đến khi mà anh nhận ra là hóa ra rap không chỉ có mỗi Eminem, nghe những người khác nữa. Xong rồi là bẵng một thời gian thì không nghe, bây giờ nghe lại những cái bài đấy thì cảm xúc nó vẫn ùa về, và nhất là khi mà mình hiểu hơn về rap, mình có thêm vốn tiếng Anh, mình khác so với hồi đấy rồi thì mình càng thấm nó hơn đó. Eminem của bây giờ thì anh không theo dõi nhiều nữa. Tại vì anh thấy là bây giờ đang hơi bị out meta, tức là kể từ cái album Kamikaze ấy, là anh đã thấy kiểu là hơi thế nào đấy. Đấy, bây giờ thì anh nghe rap Việt, người Việt mình rap hay bỏ xứ, mình nghe rap Việt. Ngày xưa em ghét nhất là cắt chọc luôn, nhưng mà ngày xưa sẽ nghe Eminem ấy, có bài Not Afraid ấy. Đấy, I'm not afraid, everybody thích phải là hay, thế là bảo bố cạo cho con cái quả đầu, con quả đinh đi đấy, quả đầu đinh, con chụp ảnh giống Eminem đấy. Thế là ngồi để phô dáng, xong rồi cái điện thoại thì để trước cái cốc, xong rồi đặt timer, xong rồi ra ngồi đúng Eminem luôn. Trời ơi, ngày xưa để mình hy sinh cái quả đầu chỉ để giống Eminem. Cạo đầu như Eminem luôn. Đấy, cạo đầu như Eminem đấy. Ngày xưa còn cố gắng làm dù là đội mũ snapback, ngày xưa trông trẻ trâu, nhưng mà vẫn phải bảo mẹ mua con cái quả mũ snapback. Đúng rồi, hip hop phải không? Bây giờ em có cả một cái banana nữa. Anh biết cái banana không? Anh biết rồi. Xong một mẹ đội ngang đầu, đội mũ quên nhỏ đấy, mẹ vãi đái. Hồi đấy hip hop vãi đái ấy, mà hồi xưa cứ nghe Eminem rồi, cũng mỗi bài Not Afraid rồi mà nghe. Hồi đấy cũng không biết gì mà, xong rồi ít nữa có bài Monster của
Eminem với cả Rihanna, xong rồi dần dần đấy, xong về sau mới nghe mấy cái DP các kiểu F1, F2. Nhưng mà nghe nhà Eminem rất là hay, nhồi vần rất sướng vậy này. Eminem thì tao nghe quá, tao nghe đúng một bài Think for the Moment. Bài gì? Xong thỉnh thoảng tao nghe Light Toy Soul chứ. Chung mấy bài cũ cũ. Anh phải nghe cái bài Role Model ấy. Role Model nó hơi khó nghe tí, nhưng mà cái bài đấy nó diss Cannibus. Diss kiểu chúng mày có Ghostwriter các kiểu đấy đấy. Văn Bắc thì nghe bài The Sim City của Eminem không? Cái bài Hi My Name Is, cái bài loop Hi My Name Is ở đầu bài thì nghe bài đấy rồi. Nhưng mà mình thích nhất là cái bài Role Model với cả bài Unpack của Eminem. Và bài Stan á. Đấy. Bài mà His Name Is Sim City, Unpack, Unpack cái đó đấy, kiểu đấy.